Chánh án tòa án tối cao ông Nguyễn Hòa Bình cần phải xem xét lại đối với cấp dưới của ông vừa qua xử bản án đối với ông Thích Tâm Phúc tại huyện Củ Chi. Vừa qua Viện Kiểm soát Nhân dân và Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên bản án đối với ông Thích Tâm Phúc về 8 năm tù, làm cho người dân quá phẫn nộ. Qua cái phiên tòa xét xử, nhiều người quan tâm theo dõi cho đó là một cái phiên tòa xét xử không có khách quan và công bằng. Ba cha con ông Trần Quý Thanh chiếm đoạt tài sản lên đến 1.048 tỷ, cũng 8 năm tù. Còn đối với ông Thích Tâm Phúc có 70 triệu thôi, cũng 8 năm tù. Liệu một phiên tòa xử như vậy có khách quan và công bằng hay không? Hay những quan chức và những người có tiền thì được xử nhẹ, còn đối với những người dân thấp bé cổ họng thì làm đúng luật và còn tăng thêm tội nặng thêm, tăng thêm tình tiết tội nặng hơn. Trong khi đó ông Thích Tâm Phúc đã khắc phục hậu quả cho nạn nhân 70 triệu. Vậy cho tôi hỏi ông chánh án tòa án tối cao ông Nguyễn Hòa Bình, liệu hai phiên tòa này xét xử ông Trần Quý Thanh và ông Thích Tâm Phúc, liệu như vậy có khách quan và công bằng hay không? Ông Thích Tâm Phúc này cũng do thiếu hiểu biết về luật pháp cho nên cũng bị người ta lừa. Ông sử dụng giấy tờ nhưng ông cũng không biết đó là giả hay thật, nên ông ta mới vướng phải vòng lao lý đến ngày hôm nay. Phiên tòa xét xử ông Thích Tâm Phúc, người kiện ông Thích Tâm Phúc gọi là nguyên đơn. Trong phiên tòa xét xử không có mặt nhưng phiên tòa vẫn cứ tiếp tục xử. Phiên tòa xét xử tại Củ Chi làm cho nhiều người dân bức xúc và phẫn nộ. Trong dư luận nó không được thỏa đáng và khách quan. Phiên tòa nhận xét và đánh giá đối với ông Thích Tâm Phúc là mối nguy hiểm. Thế còn những quan chức và những người tham ô tài sản của nhà nước cả hàng trăm ngàn tỷ thì cho đó không phải là mối nguy hiểm của quốc gia. Sau cái phiên tòa xét xử tại Củ Chi đối với ông Thích Tâm Phúc, rất nhiều người dân trong cả nước họ không đồng tình với bản án tuyên ông Thích Tâm Phúc 8 năm tù. Bản án nó quá khắt khe và nó quá nặng đối với ông Thích Tâm Phúc. Viện Kiểm soát và Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi cần phải xem xét lại bản án đối với ông Thích Tâm Phúc để làm cho những người dân người ta có tâm phục và khẩu phục và mang tính chất khách quan và công bằng. Trong phiên tòa xét xử ông Thích Tâm Phúc, hai mẹ con ông Thích Tâm Phúc đã nhìn thấy nhau và hai mẹ con đã khóc, làm cho những người theo dõi và quan tâm không khỏi xúc động với tình cảm của hai mẹ con. Đối với bà mẹ của ông Thích Tâm Phúc, năm nay cũng đã có tuổi và cũng đã già rồi, và hình như bà cũng đã lẫn. Đối với bản án ông Thích Tâm Phúc 8 năm tù thì hy vọng ngày trở lại để ông Thích Tâm Phúc báo hiếu với mẹ già, chắc gì đã còn cái phước đó để báo hiếu với mẹ già. Có khi ngày trở lại chỉ còn lại nấm mộ xanh. Bà mẹ ông Thích Tâm Phúc hy vọng rằng ông Thích Tâm Phúc là chỗ dựa, là điểm tựa cho bà về tuổi già. Bản án 8 năm tù đối với ông Thích Tâm Phúc ngày trở lại chắc gì đã được báo hiếu với mẹ già nữa. Giá trị nhân văn đạo đức của người Việt chúng ta lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Xét về mặt lý nhưng cũng phải có tình. Ông chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình cần phải xem xét lại cấp dưới của ông đối với huyện Củ Chi, xem xét lại bản án đối với ông Thích Tâm Phúc. Người công chính liêm minh và có đạo đức nghề nghiệp thì không bao giờ bản án của ông Thích Tâm Phúc lên đến 8 năm tù. Đây là một bản án quá đắt. Nếu tòa án và Viện Kiểm soát Củ Chi mà có lương tâm, không vì mục đích tư lợi, thì hãy xem xét lại bản án đối với ông Thích Tâm Phúc. Trong hội đồng xét xử, bản án ông Thích Tâm Phúc
có nhiều tình tiết của ông Thích Tâm Phúc không được giảm nhẹ về tiền án, tiền sự và nhân thân của ông Thích Tâm Phúc rất tốt, từ xưa đến nay chưa vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử cần nên xem xét lại các tình tiết này mà để giảm án cho ông Thích Tâm Phúc. Đó chính là các tình tiết ông Thích Tâm Phúc được giảm nhẹ. Thứ hai, ông Thích Tâm Phúc còn mẹ già trên 80 tuổi, không có nơi nương tựa, và chính bản thân ông Thích Tâm Phúc là lao động chính để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già. Nên tình tiết này tòa án cũng xem xét để giảm nhẹ cho ông Thích Tâm Phúc. Nhưng trong quá trình tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân Củ Chi quá trình xét xử, hai tình tiết này không đề bạt tới để cho ông Thích Tâm Phúc được giảm nhẹ các tình tiết. Tuy nhiên về tội của ông Thích Tâm Phúc thì khó thoát, nhưng về bản án thì quá khắt khe và nó quá nặng. Lẽ ra tội của ông Thích Tâm Phúc xét các tình tiết để được giảm nhẹ chỉ khoảng 3 đến 4 năm là cũng quá đủ rồi. Cả một hội đồng xét xử không có một thằng nào có lương tâm. Nếu có lương tâm thì các ông các bà đã không xử ông Thích Tâm Phúc đến 8 năm tù giam. Nhiều quan chức tham ô cả 100.000 tỷ và cũng xét ra chỉ đến 3 đến 4 năm tù. Nặng thêm thì chỉ có đến 5 đến 6 năm tù. Còn ông Thích Tâm Phúc có 70 triệu thôi, đến 8 năm tù. Có đáng giá như vậy hay không? Tôi hỏi các ông còn lương tâm nào không? Nếu con người và tòa án có lương tâm thì không phải mức độ xét ông Nguyễn Tâm Phúc đến 8 năm tù. Còn các con sâu, các con mọt đục khoét về tài sản của quốc gia và ăn của nhân dân, tham ô hối lộ vài ngàn trăm tỷ cũng chỉ đáng lá 4-5 năm tù, cùng lắm đến 8 năm tù. Hỏi rằng các ông các bà như vậy có công bằng không? Để cho những người dân của chúng tôi có cam tâm không? Có khách quan không? Qua video này tôi mong mọi người hãy lan tỏa đến Bác Tô Lâm và đến Ngài Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình, để không còn những tình trạng ở các địa phương vì tơ lợi của cá nhân và xử các cái vụ án không được công bằng, ảnh hưởng đến dư luận của xã hội, bức xúc trong bà con của nhân dân, không khách quan, không minh bạch. Ngày xưa thì tôi mới biết ông Thích Tâm Phúc, thực ra thì tôi cũng rất ghét ông Thích Tâm Phúc vì ông ấy hay nói thô, nói tục và nói thẳng, và cũng hay chửi các cái ngài thượng tọa, ông chùa to, chùa lớn, và thậm chí cả một số ông ở các cái hội giáo Phật. Cho nên là tôi không thích ông lắm. Nhưng đến cái thời gian ông bị tạm giam, đến trong cái thời điểm này mà để ngẫm nghĩ tất cả các cái video của ông Thích Tâm Phúc đó, ông nói không sai, hoàn toàn đến bây giờ sự việc xảy ra đều đúng, và nó thể hiện và nó sẽ lòi ra tất cả các cái ma tăng. Ông Thích Tâm Phúc nói không sai. Tại sao ông chửi và ông nói và ông lên tiếng? Bởi vì ông cũng là người tu hành, thì ông quá hiểu trong cái lĩnh vực nội bộ và các cái ông gần gũi mà ông được tiếp xúc. Ông quá sợ rồi, ông quá ghê rồi, ông quá hiểu rồi.